Hello xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Âm à, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 104 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, Nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Âm à, thì à, ở tập trước mọi người đã chứng kiến cái cảnh tranh đấu kịch liệt giữa Hùng Sơn Đạo Nhân và Hàng Lập rồi. Thì diễn biến tiếp theo của cái trận tranh đấu này như thế nào thì mời mọi người tiếp tục nghe đến tập 104 này nha. Thì trước khi nghe á, mọi người hãy ủng hộ cho á bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, ZaloPay, bay, Viettel bay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng lát có dán ở dưới đây. rồi, à, với lại là cha nội hàng xóm của lát á, đang ca hát ôm sòm karaoke đó, nên cái tập này có thể nó sẽ có một ít tập âm nên mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Hàng Lập nhìn cảnh này hơi lạnh một tiếng, chỉ thấy thân hình của hắn mơ hồ một cái, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh phóng về phía bàn lông màu xanh. Cánh tay giơ trọng thủy chân luân đang xoay tích, tỏa sáng ô quang liệng ngang về phía Hùng Sơn. Hãy! Hùng Sơn hét lớn một tiếng, một mảnh kiếm quang màu đỏ thẫm xung quanh bộ giáp đen bắn ra, trong chớp mắt chém chỗ cái hàm răng kiếm khí của bàn lông nát bấy. Trong khi đó, gã giơ tay vung trường kiếm lên, chém mạnh vào trọng thủy chân luân chỉ nghe thấy tiếng keng vang lên, toàn bộ kiếm trận thanh bàn sụp đổ, toàn bộ phi kiếm văng tứ tung. Thân ảnh của Hùng Sơn từ trong đó lao ra hơn trăm trượng, rồi lơ lửng ở trên không trung. Hả? Sao vậy? Bố so với ta xem ai có nhiều phi kiếm hơn hả? Gã nhìn hàng lập cười chế giễu, dứt lời gã tung trường kiếm trong tay lên, hai tay đánh ra một cái pháp quyết cổ quái. Sau khi miệng thầm ngậm ngâm tụng, thì hai tay của gã bỗng nhiên giang ra. Chỉ một chiêu vào hư không, đường vân màu đỏ thẫm trên áo giáp của gã lại lóe lên vị trí cái phiến giáp nhỏ trước ngực hiện lên cái đường vân cổ quái như chữ kiếm đường vân này vừa hiện một loại khí tức thê lương thời thượng cổ khó có thể nói từ trên người của hùng sơn nhất thời phát ra hàng lập thấy như vậy không khỏi khẩn trương vội vàng dùng tâm thần liên hệ với đạo nhân dặn y vào thời khắc trọng yếu sẽ liên thủ xuất kích cả phiến thiên không bỗng nhiên trở nên an tĩnh cực độ ngay cả tiếng gió thổi dường như cũng dừng lại tiếng kim loại ma sát vào nhau bỗng nhiên vang lên vừa đột ngột vừa chói tay hàng lập đưa mắt nhìn tới chỉ thấy kiếm ẩn trong kiếm hải lúc trước vẫn lơ lửng bất động thì lúc này lại bắt đầu đung đưa so với tình trạng trước kia thì có khác biệt lúc này đây toàn bộ phi kiếm ở trong kiếm hải đều chuyển động thoát khỏi phạm vi bên trên kiếm hải chụm thành một cái lồng kiếm mang màu đỏ sẫm giống như một đầu con cự thú thời thượng cổ ập về phía của hàng lập Người nếm thử tôi giữ dạng kiếm qua thông đi Khuôn mặt của Hùng Sơn hiện lên vẻ dữ tợn Chợt quát lên Đi Gạo quát ra lệnh một tiếng Âm thanh kiếm minh trên hư không nhất thời vang động Ngàn vạn thanh phi kiếm như dốc toàn bộ sức mạnh Với khí thế vô thiên cái địa Trào dân như là thác lũ đánh xuống Hệt như hoàng trùng quá cảnh Thần sắc của hàng lập chợt biến đổi Kiếm hải có số lượng kiếm khủng khiếp như vậy là cả bầu trời kiếm quang lao xuống thì dù là chân nguyên bảo luân hay là trọng thủy chân luân của hắn đều chắc chắn không thể nào ngăn cản được hắn chỉ đánh giá sơ sơ nhưng trong lòng đã ra quyết định Trúng xét cho cùng sở dĩ hắn tới đây là muốn lấy lại bổn mạng pháp bảo thành trúc phong phân kiếm của mình mà thôi nếu hiện tại hắn đã lấy được rồi thì cần gì phải tiếp tục chém giết chi nữa vả lại với sự tình vừa qua hùng sơn nhất định sẽ trở thành đại địch trong lòng của hắn cứ thoát khỏi nơi này trước đã rồi hãy tính sau khi đã quyết định, Hàng Lập lập tức thu hồi hết pháp bảo, hai tay kết pháp quyết, bên ngoài quanh thân bắt đầu vang lên tiếng sát đánh. Một tòa lôi trận màu vàng kim được hình thành rất nhanh, sắp phát động. Nhưng sự việc không theo như ý nguyện, dù để giảm thời gian phát động lôi trận, hắn đã không sử dụng lôi bằng lực mà dùng ít tạ thần lôi, nhưng đúng là vẫn chậm một bước. Một tiếng xoẹt, một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm từ trên không chém xuống, kim sắc lôi trận vừa mới hình thành thì lập tức âm âm tán loạn ra. Chỉ một thoáng phi kiếm đủ màu sắc dày đặc, chăng chịch ập xuống nhanh, trong nháy mắt sắp nuốt chửng Hàng Lập. Thân sắc của Hàng Lập khẽ biến nhưng không hề kinh hoàng, một đạo ngân quang từ trong tay áo hắn bắn ra, hóa thành một cái chuông nhỏ màu bạc bay lên cao, không ngừng rung lên. Từng vòng ánh sáng màu bạc dày đặc nổi lên rồi khuất tán ra bốn phía, dựng lên thành một cái vùng sóng bạc rộng khoảng 10 trượng. Cùng lúc đó hắn há miệng phun ra một cái, bảy cái tinh hoàng bắn ra, tinh hoàng nhanh như chớp quay tích một vòng móc liền với nhau hình thành một cái vòng tròn lớn che trên đỉnh đầu của hắn tinh quang chói mắt tỏa ra từ thất diệu tinh hoàng tạo thành một cái màn sáng tinh thần bao trùm xuống trên bề mặt có vô số đồ án tinh thần lấp lánh cùng với cái khu vực sóng bạc bảo hộ hắn ở trung tâm khó khăn lắm mới có thể kịp phóng xuất ra hai kiện pháp bảo thì lúc này dòng thác lũ vạn kiếm đã âm âm cuộn trào đổ ập xuống người hắn trong chốc lát trên đỉnh đầu và bốn phía xung quanh hắn đều bị mũi kiếm dày đặc vây quanh tiếng chuông bạc vang lên không ngừng còn khu vực sóng bạc miễn cưỡng chống đỡ nhưng vẫn bị đè nén bị ăn mòn từng chút từng chút một liên tiếp bị thu hẹp lại về phía người của hàng lập trên cái mạng sáng tinh thần do thất diệu tinh hoàng tỏa ra vang lên từng tiếng sắc nhọn từng quan điểm tinh thần liên tiếp lụi tắt quang mang phát ra cũng ngày càng trở nên mờ nhạt chân mày của hàng lập câu lại hai tay khẽ huy động Trọng Thủy Chân Luân và Chân Ngôn Bảo Luân đồng thời xuất hiện bên người của hắn, một trước một sau. Chỉ thấy hai tay của hắn kết quyết, vỗ mạnh lên trên Trọng Thủy Chân Luân. Ô quang ở trên Chân Luân rung mạnh, quang mang của Thủy Đạo Văn chớp chớp rất nhanh, rồi từ đó tuôn ra hơi nước vô cùng mãnh liệt, hóa thành một con thủy long đen nhánh xông vào bên trong vạn kiếm. Thân thể khổng lồ của Trọng Thủy hắc long phản phất như một con sông lớn màu đen cuộn trào phóng đến, nhanh chóng rẽ ra một cái dải đất trống giữa vạn kiếm thân hình của hàng lập khẽ động lập tức bay vào cái vùng trống đó hả còn muốn trốn sao mơ đi con trai hùng sơn cười lạnh một tiếng rồi nói dứt lời mặt không thay đổi chút nào gã giơ tay vuốt cái gò má một cái tay của gã nhất thời trở nên đỏ thẫm cưỡng ép dùng bí thuật thôi động vạn kiếm thiết khoáng không có nghĩa là không phải trả một cái giá đắt từ khóe mắt lỗ mũi và tai của gã sớm đã có một dòng máu chảy ra như những con dung trường xuống Tuy nhiên đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết hàng lập và lấy được 72 thanh phi kiếm, thì hết thảy đều rất là đáng giá rồi. Hợp lại cho ta! Hùng Sơn quát to một tiếng, chỉ thấy ở chỗ vạn kiếm bị trọng thủy hắc long cố gắng tách thành lối đi. Vô số mũi kiếm hai bên lối đi chợt dừng lại, hợp thành hai cái bức tường cao, ép hàng lập ở giữa. Tiếng kêu chói tai vang dội dị thường không ngừng truyền đến. Kiếm ở hai bên đường đỏ thẳm tia máu càng thêm đậm đặc. Hàng lập bay đi còn chưa được trăm trượng, Kiếm trận phía trước cũng đã một lần nữa khép lại. Còn trọng thủy hắc long kia thì bị chèn ép đến nước toát ra, sụp đổ, lại hóa thành hơi nước quay trở về trọng thủy chân luân. Một lần nữa lại bị hãm ở trong rừng vạn kiếm. Tình cảnh của hắn càng thêm bất ổn, bất luận là cái chuông màu bạc hay là thất diệu tinh hoàng cũng không thể che chở cho hắn thêm được một chút nào nữa. Không bao lâu, hai thứ pháp bảo này tất nhiên sẽ tan vỡ dưới trọng áp của đang được tăng lên không ngừng của kiếm quan két 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 âm thanh nhỏ bé phát ra từ trên đỉnh đầu của hắn truyền đến Màng sáng tinh thần đang trong thế bị trăm mũi phi kiếm đâm vào trên bề mặt đã hiện ra một cái lớp đường vân nhỏ như sợi tóc chỉ một lát nữa sẽ không chịu được mà nước vỡ ra mắt hàng lập hơi nhíp lại hắn vẫy tay một cái quang mang trên thức diệu tinh hoàng lóe lên trong nháy mắt nó thu lại toàn bộ quang mang tinh thần rồi bay về phía hắn cùng lúc đó cái chuông bạc cũng khẽ rung lượn một vòng giữa không trung rồi cũng trở về bên người của hắn. Sau một khắc, toàn thân của hắn lập lòe quang mang màu tử kim, từng tầng lân phiến màu tử kim nổi lên bao trùm toàn thân của hắn. Ở hai bên vai mọc ra hai cái đầu, hai bên sườn thò ra hai cánh tay dài bao trùm lân phiến. Tiếp theo, hàng lập vẫy tay một cái, triệu hồi trọng thủy chân luân, đồng thời một cánh tay thò ra cầm lấy nó như cái khiên trước người. Năm cánh tay còn lại thì mỗi cái cầm một thanh thanh trúc phong vương kiếm trong cơ thể, huyết mạch huyền vũ đã lâu chưa sử dụng cũng được kích phát ra, hóa thành cái áo giáp màu xanh lục có khảm phù văn cổ xưa bảo vệ thân thể của hắn. Hàng lập đối chiến với người, trước này vốn là dùng sức mạnh thân thể, bây giờ tu luyện công pháp huyền thiên có rất nhiều thủ đoạn gia tăng nên thân thể của hắn cứng rắn không kém gì nhiều loại linh bảo phòng ngự. Chân ngôn bảo luân lóe lên quang mang, trở lại trong cơ thể của hắn, lập tức bắt đầu nhanh chóng nghịch chuyển. Thân hình của hàng lập lóe lên không hề làm tư thế phòng ngự, mà lại lấy công làm thủ, không lùi mà tiến tới, đi thẳng vào trong cơn thác lũ vạn kiếm. Thường ảnh của hắn như điện, mang theo liên tiếp tàn ảnh mờ nhạt mà mắt thường khó phân biệt được, xuyên qua cực nhanh trong kiếm hải. Một cánh tay của hắn quay một vòng như cái quạt gió cùng năm thanh thanh trúc phong vân kiếm chợt hiện lên điện quang màu vàng. Mỗi khi chém liền phục ra điện quang dài chừng 10 trượng, đánh tan tác phi kiếm đến gần. Trong kiếm hải, ánh sáng màu vàng chớp động khắp nơi, tiếng ầm vang không ngừng, hết thảy mọi thứ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không làm gì được hàng lập trong lòng của hàng lập biết rõ tình trạng này không thể duy trì liên tục lâu được dù sao đồng thời vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy tiêu hao quả thực là quá khủng khiếp ngay khi pháp lực của mình không thể tiếp tục được nữa thì chắc chắn là phải chết rồi sở dĩ hắn liều mạng như vậy mà xông lên cũng không phải là bị điên cuồng mất trí mà là vì kéo dài một chút thời gian cho giải đậu nhân khôi phục trước đây lúc hắn phát động lôi điện trận vốn muốn dục giải đậu nhân xuất thủ một lần để tranh thủ thời gian nhanh hơn kết quả là thời điểm động thủ thì giải đậu nhân mới phát hiện sợi dây liên kết giữa y và thân thể khôi lỗi này lại bị đứt cố sức cũng không được căn bản không phát được thần thông thuộc pháp quy mô lớn được ước chừng sau một khắc tốc độ đi tới của thân ảnh hàng lập ở giữa không trung trở nên ngày càng chậm áo giáp màu xanh trên người đã bị chăn dịch vết kiếm từ lâu trên sáu cánh tay thì lân phiến văn tung tóe chồng chất vết máu hiển nhiên thân thể mạnh mẽ của hàng lập cũng sắp đạt đến cực hạn "Giải đầu hữu còn chưa, được sao, sao? trong lòng của Hàn lập gấp gáp nói còn, còn thiếu một, một chút, chút nữa kéo dài thêm, thêm, nữa, thêm, thêm nữa khác, khác nữa là liệu rồi giải đạo nhân dùng tâm thần liên hệ nói hàng lập nghe như vậy trong lòng hiện lên vẻ khổ sở cũng không nói gì nhiều chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi nhưng mà hùng sơn cũng không nguyện ý cho hắn thêm một chút thời gian nào không phải bởi vì gã nhìn thấu được ý đồ của hàng lập mà bởi vì chính gã cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Máu từ thức khiếu của gã chảy ra ồ ồ, lau cũng không kịp. Đầu óc của gã cũng trở nên hơi mê man Chịu chết đi! Hùng Sơn cố lấy lại tinh thần, miệng quát to một tiếng, ngũ quan cũng lộ ra hơi méo mó. Thành âm chưa dứt mà cả người gã mờ nhạt, biến thành một vệt quang mang màu máu hòa cùng bổn mạng phi kiếm của gã thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang to lớn màu máu, lấy thế như sấm vang chấp giật lao thẳng đến chỗ của hàng lập kiếm quang màu máu nhanh vô cùng trong nháy mắt xuyên vào trong kiếm hải những chỗ mà nó đi qua hết thảy các phi kiếm vội vàng né tránh hình thành một cái lỗ hổng cực lớn để cho nó tùy ý xuyên qua lao tới trước người của hàng lập khi trước hàng lập bị kiếm hải che khuất ánh mắt đến thời điểm thấy hước sắc kiếm quang thì đã hoàn toàn không kịp né tránh ngay lúc nghìn cân trao sợi tóc trong lòng của hắn nhanh chóng lặng yên niệm khẩu quyết luyện thần thuật vận chuyển lên kinh thần thứ bỗng nhiên phát động. Đột nhiên Hùng Sơn cảm thấy trong ốc vang lên một tiếng hừ lạnh. Thanh âm băng hàng vô cùng, làm cho toàn bộ thức hải đông lại trong một cái chớp mắt. Cả người lập tức xuất hiện vẻ thất thần ngắn ngủi. Đậu huyết sắc kiếm quang đang đâm thẳng tới, lúc tới cách hàng lập được một trượng thì bỗng nhiên rung lên, theo đó cũng bị đình trệ trong giây lát. Nhưng biến hóa nháy mắt này lại cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chân ngôn bảo luôn trong cơ thể của hàng lập nghịch chuyển cấp tốc, phòng lôi xí sau lưng vỗ nhanh, huyết mạch thanh loan trong cơ thể đồng thời kích phát ra. Thương ảnh mơ hồ một cái liền đi tới một chỗ bên cạnh huyết sắc kiếm quang. Năm thanh phi kiếm ở trong tay tập trung đâm vào một điểm trên kiếm quang. Một tiếng thanh thật lớn vang lên. Huyết sắc kiếm quang ầm ầm nổ bể ra, khí lãng kịch liệt vỡ ra, chấn cho hàng lập ối ra máu không ngừng, bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, đụng vào trên cái hồng lưu vạn kiếm. Cùng lúc đó bên trong huyết sắc kiếm quang muốn nổ tung, từng khối thiết phiến màu đen bắn ra, giữa không trung va chạm lẫn nhau, một lần nữa ngưng tụ thành một khối thiết khoáng màu đen. Một đạo nhân ảnh từ trong hư không loạn choạng ngã ra, tóc bay tán loạn, mặt không còn chút máu nào. Không ai khác chính là Hùng Sơn. Lúc này trước ngực của gã đã phá ra một cái lỗ hổng cực lớn, máu tươi đầm đìa. Trái tim đã bị triệt để quấy nát rồi, trên thân thể trải rộng đường vân màu đỏ sậm. Nhìn như còn nguyên vẹn, nhưng trên thực tế thì đã bị kiếm khí xé rách thành vô số khối. Giờ phút này thần sắc của gã điên cuồng, một tay chống trường kiếm, đi từng bước trong hư không về hướng cái khối vạn kiếm thiết khoáng kia. Gã bước đi từng bước về phía trước, mỗi bước tới gần một tấc thì huyết nhục trên người lại rơi xuống một khối. Lúc đến bên cạnh thiết khoáng đã thành dạng như một bộ xương, vẹn vẹn còn lại một bộ khung xương ống ánh trắng như tuyết. Theo đó, một âm thanh nhẹ vang lên, khung xương cầm trong tay một chuôi kim sắc trường kiếm bỗng nhiên nứt toát ra, biến thành vô số mảnh vỡ bay tứ tán. Vèo một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ bên trong đỉnh đầu khung xương bay ra hóa thành một tiểu nhân nguyên anh kim sắc lớn chỉ vài tấc mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi nhìn về phía của hàng lập cách đó mấy trăm trượng khó khăn lắm mới đứng vững thân hình trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm nói đường này chẳng lẽ chính là mệnh số ai vừa dứt lời nguyên anh cũng hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán hàng lập nhìn hết thảy trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu hận ý với Hùng Sơn, thậm chí còn xem như là người đồng đạo. Nếu không phải gã chấp niệm quá sâu với mình, thì căn bản không muốn xảy ra cái trận chiến này. Hùng Sơn vừa chết, lập tức kiếm trận ở trên không trung không khống chế được. Toàn bộ phi kiếm lơ lửng ở trên bầu trời đồng dạng rơi xuống phía dưới như mưa rào. Một lần nữa rơi vào bên trong vô sinh kiếm hải. Thân hình của hạng lập bay vút lên, tay khẽ vẫy thua cái vòng tay trữ vật của Hùng Sơn về sau lại thò ra một chưởng nắm một thanh vạn kiếm thiết khoáng vào trong tay. Sau đó thân hình nhấp nhô mấy cái, rơi vào trên tế đàn đang lơ lửng ở giữa trời. Hắn liếc đánh giá thiết khoáng trong tay, lại phát hiện ra nó giống như một mảnh sứ vỡ rạn nứt, mặt ngoài hiện ra đầy rạn lớn, phản phất chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút liền triệt để vỡ vụn. Hàn Lập suy nghĩ một chút, thần sắc hơi động. Đến lúc này, trong lòng của hắn không khỏi có chút do dự khi trước hắn cũng xem qua vạn vật tranh cảnh ở bên trong phiến màn sáng kim sắc kia, biết rõ làm thế nào để thúc giục cái tòa trận pháp luyện kiếm này. Nhưng lại có chút lo lắng, khối thiết khoáng đã bị nghiền nát đến thế này còn có thể làm trụ cột trận, treo chống đến lúc hắn hoàn thành luyện kiếm hay là không. Hắn chỉ nghĩ chốc lát, khoanh chân ngồi xuống, để cho thiết khoáng một bên, lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó nhắm mắt điều tức. Sau nửa ngày, hắn từ trên mặt đất đứng thẳng lên, lần nữa nhặt cái khối vạn kiếm thiết khoáng kia lên, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Bất kể thế nào, vẫn nên thử một lần vậy. Cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng của ngươi chưa hoàn tất. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, nhìn về phía một chỗ hư không, chậm rãi nói ra. Dứt lời bàn tay của hắn ném đi, khối thiết khoáng màu đen tỏa sáng hào quang, một lần nữa bay đến phía trên tế đàn. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, hai tay mười ngón biến hóa giống như sa luân. Đám mây dưới tế đàn bị đốt một lần nữa, hóa thành một mảnh biển lửa đỏ sẫm. Cùng lúc đó, một chỗ khác ở Minh Hàng Tiên Phủ, giữa không trung trên cao, một phi xa màu bích ngọc dài mười trượng lập lòe thanh mang, bay nhanh như tên bắn. Trước đầu phi xa, một nam tử dáng người thon dài đang đứng. Trên tay cầm một cái pháp bảo la bàn dạng hình tròn, mặt trên bao phủ một tầng mây màu trắng, ở giữa lại có một quan điểm hồng sắc không ngừng chớp động. Ồ, chẳng lẽ những tinh luân hội điện khi thác trùng sao? Nam tử có chút nghi hoặc thì thào nói nhỏ một tiếng. À, lát chú thích một cái nha Tự nhiên trong câu thoại này có chữ thác trùng Lát cũng không biết thác trùng là gì nữa Mà trong đây nó cũng không có giải thích nữa Nên đọc đại luôn Rồi tiếp tục nha Đứng sau lưng gã là hai tên kim giáp khôi lỗi Tay cầm trường kích Vẫn đứng trang nghiêm bất động như trước Đối với lời nói của gã không có nửa điểm phản ứng nào Giữa sườn núi vô sinh kiếm tông Lục vũ tình cắm ngược ngân sát trường kiếm sau lưng Ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi mây mù vẫn dày đặc như trước che kín tầm mắt lúc trước còn có thể nghe được phía trên không ngừng truyền đến tiếng nổ cực lớn cảm nhận được phía trên truyền đến chấn động kinh người nhưng bây giờ đã ngừng hồi lâu tựa hồ chỗ đó để diễn ra biến cố nào đó nhưng cuối cùng lại khôi phục bình lặng dưới chân của nàng mấy cổ khôi lỗi bằng gỗ kia sớm đã nứt vỡ tán rơi đầy đất mắt của lục vũ tình chớp lên do dự liên tục sau đó mới dời chừng bước lên bắt đầu chậm rãi đi lên thềm đá bước dần lên hướng đỉnh núi không biết qua bao lâu trên tế đạn lơ lửng giữa trời quanh thân của hàng lập thanh quan đột biến đầu đầy mồ hôi 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của hắn lúc này đang lơ lửng chính giữa cái khu vực chạm rỗng của tế đàn xếp thành hình dạng đặc biệt nào đó như giao thoa cùng với kiếm trận tia điện kim sắc vườn quanh phát ra trận trận âm thanh điện lưu phía dưới nó hừng hực liệt diễm bên trong đang có đầy các loại quan cầu kiếm nguyên không ngừng trôi nổi tràn vào trong thân kiếm Thời gian trôi qua, bên trong kiếm hải phía dưới mũi kiếm càng lúc càng ít. Thanh trúc phong vương kiếm hấp thu kiếm nguyên vào trong càng lúc càng nhiều. Trên 72 chu phi kiếm tràn đầy khí tức, trở nên càng lúc càng thịnh. Hàng lập một mực nhìn chằm chằm hết thảy, trong lòng của hắn càng lúc càng khẩn trương. Khi mấy chục đạo kiếm nguyên cuối cùng tràn vào trên thân kiếm, lập tức bị kim sắc điện mang phân giải quấn quanh thôn phệ. Giữa không trung trên cao, đột nhiên truyền đến một thanh âm lồng lộng. Nguy rồi, rồi trong lòng của hàng lập coi lại cả kinh kêu lên hắn vừa dứt lời vạn kiếm thiết khoáng lơ lửng trên bầu trời bên trong vết trạng tỏa ra chói mắt kim quang mắt thấy muốn sụp đổ đã có vết xe đổ của hùng sơn hàng lập biết rõ hậu quả một khi thiết khoáng sụp đổ vội vàng cuốn tay áo muốn lôi thanh trúc phong vân kiếm khỏi thế đàn viễn độn ly khai nhưng mà pháp lực của hắn chấn động vừa mới chạm đến bổng mạng phi kiếm của mình thì trên thân kiếm liền có một đạo kiếm khí hỗn tạp bàn bạc bạo xạ ra điện quang đánh tay áo của hắn nát bấy. Thân thể của hắn cũng theo đó cảm thấy một hồi chết lặng, trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, trong vòng tay trữ vật trên cổ tay của hắn bỗng nhiên lóe lên bạch quang. Một khối ngọc bài cổ quái hình dài nhỏ, lớn cỡ lòng bàn tay từ đó bay ra, bay thẳng đến vạn kiếm thiết khoáng. Cái đó, cái đó là... là... Ánh mắt của hàng lập ngưng tụ nhìn về phía cái vật kia rồi nghi ngờ nói. Bất quá rất nhanh hắn cũng nhớ tới xuất xứ vật kia, đúng là lấy được từ vị trưởng lão thánh khôi môn tề hành thời điểm năm đó giao chiến với hắn tề hành đã từng sử dụng qua thức sát kiếm trận từ vô sinh kiếm tông như thế xem ra cái ngọc bài cổ quái kia rất có thể là vật của vô sinh kiếm tông hàng lập kinh ngạc thấy trên khối ngọc bài kia bỗng nhiên tỏa sáng hào quang trở nên thông thấu vô cùng trong đó có bộ phận kim sắc quan tia ngưng tụ thành bốn chữ cổ triện nhỏ vô sinh kiếm đảm sau khi cái chữ vàng hiển hiện, hiện hào quang trên ngọc bài màu trắng kia cùng vạn kiếm thiết khoáng tương hợp, dần dần hòa thành một thể. Chỉ nghe âm âm một tiếng vang thật lớn, bên trong thiên mạc phía trên Tới đàn ánh sáng đột nhiên tối đi. Một mảnh mây đen dày đặc không biết từ chỗ nào ập đến che phủ. Bên trong hào quang tím xanh liên tiếp chớp động, truyền đến trận trận tiếng sấm liên tục. Trên tám cây trụ lớn bằng lông, hai mắt tám quả đậu rồng bỗng nhiên lóe lên kim quang, phản phất như sống lại, tán phát ra trận trận khí diễm ngập trời phản phất sau một khắc muốn tượng tám cây trụ lớn phi thăng lên. Ngay sau đó, tám cái miệng rồng nhau nhau mở ra, phun ra cuồn cuộn xích diễm vào giữa tế đàn. Mảng lớn liệt diễm giao hội giữa không trung, biến thành một mảnh biển lửa phiên cổn không ngớt. Hàng lập thấy như thế, thân thể vừa mới khôi phục tri giác, liền lập tức lách mình ra, đứng ở bên ngoài tế đàn. Trong biển lửa hừng hực, liệt diễm cuồn cuộn rút xuống, lập tức nuốt trọn tế đàn vào. Cùng lúc đó ở giữa không trung trên cao truyền đến một tiếng sét rung trời. Một đạo lôi tím xanh từ trong mây đen rủ xuống, bao phủ hỏa diễm rừng rực bên trong, thật lâu không ngừng. Bên trong điện quang liệt diễm đã nhìn không thấy thanh trúc phong vân kiếm đâu nữa, thần thức cũng hoàn toàn không cách nào thẩm thấu vào được. Dung luyện vạn kiếm đúc kiếm lô, đến tận đây mới chính thức là hình thành. Ánh mắt của hàng lập phức tạp, lơ lửng giữa trời ở phía xa, ngồi xuống, ngưng thần nhìn về phía ở trong đó thời gian nhoáng một cái đã qua ba ngày. Trên tám cây trụ lớn bàn lông xung quanh tế đàn, tám quả đầu rồng vẫn đang mở miệng lớn, phun xích diễm cuồn cuộn về phía tế đàn. Biển lửa bao phủ toàn bộ tế đàn so với ba ngày trước càng gia tăng thêm vài phần. Giữa không trung, một đạo thác lôi tím xanh vẫn đang từ trong mây đen rủ xuống, đánh vào trong hỏa diễm rừng rực. Phạm vi so với trước càng lớn thêm không ít. Hàng lập đứng gần biển lửa, khí sắc bình thản, vết thương khi trước chiến đấu đã hồi phục, chỉ là thần sắc ẩn ẩn có chút lo lắng. Lần này luyện kiếm vậy mà hao tốn thời gian dài như vậy, hoàn toàn thoát ly sự khống chế của hắn, muốn tiến độ nhanh hơn cũng không cách nào nhúng tay vào được, chỉ có thể đợi ở một bên. May mắn là mấy người huyết hàng một mực không có xuất hiện. Bên trong đạo quan phía dưới, một hắc y thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở nơi này, đúng là Lục Vũ Tình, chẳng biết đã tới chỗ này từ lúc nào nữa. Nàng nhàn nhã qua lại trong đạo quan như dạo chơi, khi thì ngừng chân trước một gian lầu cát cũ nát, khi thì ngồi xổm trước một cái giếng cạn sớm đã có đầy cỏ rêu. Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh ở chung quanh, mang theo vài phần mờ mịt, còn có mấy phần mê ly không cách nào nói rõ. Cuối cùng dừng chân ở trong đạo quán tổ sư đường. Nhìn từng cái bài vị phía trước, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, thân tinh thoạt nhìn có chút ngỡ ngơ. Vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm rất lớn từ giữa không trung truyền đến, như tiếng sét đánh vậy. Thân thể mềm mại của lục vũ tình rung lên một cái, mắt khôi phục vài phần tỉnh táo, vội vàng đi ra khỏi đạo quán nhìn lên không trung. Chỉ thấy thanh quang chói mắt từ trong biển lửa giữa không trung vọt lên, hình thành một cái cột sáng màu xanh xông thẳng lên trời. Kiếm khí vô cùng to lớn từ trong cột sáng màu xanh tản ra, biển lửa nhất thời rừng rực lên, sấm sét từ giữa không trung đánh xuống cũng bị kiếm khí ảnh hưởng có chút hỗn loạn. Trước biển lửa, mắt của Hàn Lập sáng lên. Không đợi cho hắn làm cái gì, thì một tiếng âm vang thật lớn lại một đạo cục sáng màu xanh từ trong biển lửa vọt lên, tản mát ra sóng kiếm khí đáng sợ. Ngay sau đó, một đạo rồi tiếp một đạo cục sáng màu xanh phóng lên. Trong giây lát, 72 cục sáng màu xanh không biết từ đâu hiện ra, tảng mát ra dao động kiếm khí đáng sợ, đang vào nhau giữa không trung. Biển lửa đỏ thẫm phản phất chỉ như một ngọn lửa trong cơn cuồng phong, dễ dàng bị cổ dao động kiếm khí này dập tắt, tảng đi khắp nơi, lộ ra tế đàn đá trắng ở bên trong mây đen ở giữa không trung cũng bị 72 đạo kiếm khí ngập trời xoắn nát, tiêu tán vô tung. Kiếm khí hùng vĩ dấy lên thành một cơn lốc ngập trời, lớp sóng khí cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt của hàng lập bình tĩnh, tay bấm niệm pháp quyết, trên người nhất thời nổi lên tinh quang dày đặc, sau đó chợt cứng lại, hóa thành một lớp màn ánh sáng, chính là chân cực chi mô. Lớp mạng này vừa mới hình thành, từng sóng khí cuồn cuộn liền ầm ầm ập tới, bao phủ toàn bộ thân hình của hàng lập vào trong đó. Cùng lúc đó, chân cực chi mô bao trùm bên ngoài thân vừa rồi chớp động quang mang, phát ra tiếng đùng đùng. Chỉ thấy mặc cho những cơn sóng khí này to lớn, hùng vĩ như thế nào, thì thân ảnh của hàng lập thủy chung vẫn sừng sững bất động. Thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn chúng, đôi mắt của hắn vẫn đang tập trung nhìn chầm chầm vào cái tế đàn đá. Cơn lốc cuốn qua, rừng rậm phía dưới núi đều ở trong cơn lốc hóa thành bột phấn, mặt đất cũng bị cạo một lớp, trở nên vô cùng bằng phẳng. Đạo quán kia cũng bị cơn lốc này lan đến, cấm chế chung quanh đạo quán đều bị hùng sơn phá giải mắt thấy cũng bị cơn lốc này cuộn qua tàn phá nhưng vào lúc này lục vũ tình khẽ kêu lên thanh quang lóe lên trong tay hiện ra một cái quạt lông màu xanh nàng chợt vung lên một cơn cuồng phong màu xanh từ quạt lông tuôn ra hình thành một cái cột lốc xoáy màu xanh bao phủ đạo quán vào bên trong cơn lốc ở giữa không trung cuốn xuống dù đã yếu đi không ít rồi nhưng vẫn đánh cho một cái cột lốc xoáy màu xanh liên tục rung động sắc mặt của lục vũ tình nhợt nhạt bỗng nhiên nàng cắn đầu lưỡi há miệng phun ra một đạo huyết quang nhập vào trong quạt lông quạt lông màu xanh tỏa ra linh quang rực rỡ từng cái lông vũ phía trên quạt tựa như chim công xòe đuôi đều mở rộng ra sau đó liên tiếp tiếng xé gió xẹt xẹt bên trong ao ao bắn ra dung nhập vào bên trong cái cục lốc xoáy màu xanh cục lốc xoáy nhất thời tỏa ra thanh quang rực rỡ so với trước còn phòng lớn hơn nhiều cũng theo đó ổn định lại cơn sóng khí rất nhanh quét qua sau đó dần dần tan đi. Cả ngọn núi lớn không ngừng lát lư, vô số tảng đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống, giống như một cơn mưa đá vậy. Một lát sau, cục lốc xoáy màu xanh chung quanh đạo quán tiêu tán, lộ ra đạo quán ở bên trong không hề bị tổn hại. Lục Vũ Tình thở dốc một hồi, ngực hơi phập phồng nhưng thần sắc lại có chút bình tĩnh. Nàng lật tay lấy ra một viên đan dược phục dụng, mắt nhìn lên không trung. Dị tượng biển lửa sấm sét giữa không trung trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích chỉ còn lại một cái tế đàn màu trắng đang lơ lửng. Trong tế đàn là một vòng thanh quang chói mắt to khoảng mười mấy trượng, giống như một cái vận thái dương màu xanh, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào được. Hàng lập thấy cái màn này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn không được tiến lên phía trước một bước. Vào thời khắc này, vân thái dương màu xanh đột nhiên tỏa sáng hậu quang rực rỡ, rồi nổ tung ra, toát ra từng đạo thanh quang cực kỳ lóa mắt. Mỗi một đạo thanh quang đều là một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tay. Tế đàn màu trắng lập tức bị vô số kiếm khí xuyên thủng, trong nháy mắt bị khuấy vỡ, âm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ phiêu tán đi. Tám cái trụ bàn lông lớn ở chung quanh cũng không thể tránh được cái kết cục này, bị vô số kiếm khí xuyên thủng, hóa thành một mảnh vụn kim loại bay khắp bầu trời. Thân hình của hàng lập đột nhiên biến đổi, thân hình bắn ngược trở lại, tay áo vung lên. Hát quang lóe lên, trọng thủy chân luân hiện ra trước người hóa thành một tầng thủy mạc màu đen rất dày, cao mấy trượng ngăn trước người. Tuy hắn lùi lại nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi những kiếm khí còn nhanh hơn này. Vừa mới bay được một đoạn ngắn liền bị đuổi kịp, từng đạo kiếm khí đánh vào trọng thủy chân luân. Chân luân nhất thời trung mạnh, phát ra vô số tiếng kim loại va chạm, hắc quang trên bề mặt liên tục lập lòe, một bản lớn thủy quang bị xé rách ra. Thủy mạc màu đen nhanh chóng trở nên mỏng manh. Hàng lập thúc dục pháp quyết cực nhanh, bên ngoài thân vừa vang lên tiếng sấm, tức thì tốc độ bắn ngược lại tăng nhanh, lóe lên một cái đã bay ra ngoài mười mấy dặm. Kiếm khí màu xanh chỉ bay thêm một đoạn nữa chợt tiêu tán. Hàng Lập thấy cảnh này thì sắc mặt hơi thả lỏng một chút. Đợi một lúc, không còn thấy kiếm khí bay vụt theo nữa, hắn liền phất tay thu trọng thủy chân luôn vào. Lúc này vầng mặt trời màu xanh ở xa xa lóe lên hai cái, thanh quang tản ra yếu đi cực nhanh, rồi mau chóng tiêu tán hết. 72 thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng ở giữa không trung, đang lặng yên thành hình một cái vòng tròn. Mắt của hàng lập sáng lên, thân hình thoát một cái biến mất. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cái vòng tròn kiếm màu xanh. Lần này sau khi được tế luyện thì ngoại hình thanh trúc phong vương kiếm không có biến hóa quá lớn. Thân kiếm trở nên ống ánh, gần như thành trong suốt như ngọc. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có luồng khí màu xanh như ẩn như hiện đang chảy. Sống linh lực vô cùng to lớn từ trong phi kiếm tản ra, khiến cho thiên địa linh khí gần đó cũng rung động theo, lấy 72 thanh phi kiếm làm trung tâm, mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy linh lực cực lớn. Trựa hồ cảm ứng được hàng lập xuất hiện, 72 thanh phi kiếm chợt mờ đi, rồi biến thành 72 đạo thanh quang, như một con thanh long chợt lóe lên rồi chui vào trong đan điện của hắn. Hàng lập giật nảy mình, nhưng chợt cảm ứng được 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền mà không có dị động gì khác nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi phi kiếm vào trong cơ thể, hắn cảm ứng tình trạng của Thanh Trúc Phong Vân kiếm càng thêm rõ ràng. Lần này sau khi tế luyện hấp thu vạn cổ kiếm nguyên, dĩ nhiên Thanh Trúc Phong Vân kiếm phát sinh biến hóa cực lớn, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Nếu bàn về tổng số linh lực ẩn chứa bên trong, chỉ cần một thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm cũng vượt xa vài món tiên khí hắn có trong tay rồi. Thậm chí trọng thủy chân luân được hắn khổ tâm tế luyện cũng vẫn kém hơn. Tuy nhiên có thể vì linh lực bên trong thanh trúc phong vương kiếm thu nạp rất là nhiều kiếm nguyên, cho nên những linh lực này có chút tán loạn. Lần trước ở trong thiên phong tụ linh kiếm trận ở thiên kiếm phong, loại tình huống sau khi thu nạp kiếm nguyên phi kiếm này đã từng xuất hiện rồi, cho nên hàng lập cũng không có lo lắng. Hắn quan sát 72 thanh phi kiếm trong đan điền, tâm niệm phong tỏa một thanh phi kiếm rồi phất một tay lên. Nhưng thấy thanh quan ở trên thân thanh phi kiếm màu xanh liên tục lập lòe mấy cái rồi nó mới hiện ra. Hàng lập nhíu mày lại, thao túng phi kiếm tựa hồ không thuận bùm xuôi gió như lần trước, có cảm giác nặng nề, chậm chạp như múa một thanh kiếm nặng vậy. Hắn cũng không để ý nhiều, uy năng thanh trúc phong vân kiếm tăng nhiều như vậy, xuất hiện cái loại tình huống này cũng là hợp tình hợp lý. Sau này tế luyện một lượt, hắn có thể khôi phục được như lúc ban đầu. Tây hàng lập kết kiếm quyết, điểm ra một cái, bề mặt thanh phi kiếm màu xanh trước người nổi lên thanh quang, cửa quậy hai cái rồi lập tức ngừng lại, hắn nhướng mày há miệng phun ra một cổ thanh quang lóe lên chui vào trong phi kiếm mặt ngoài phi kiếm màu xanh tỏa ra thanh quang càng thêm rực rỡ vù vù rung lên vài cái nhưng một lần nữa lập tức dừng lại sắc mặt của hàng lập trở nên có chút căng thẳng hai tay bấm niệm thần chú rồi vung lên tiên linh lực ở trong cơ thể đều vận chuyển lòng bàn tay bắn ra hai đạo thanh quang dày đặc chui vào trong phi kiếm đồng thời thần thức trong đầu cũng ùa ra chui vào bên trong phi kiếm màu xanh phi kiếm màu xanh nhất thời lại tỏa ra thanh quang sáng rực cực kỳ chói mắt thoáng cái trở nên linh động một tiếng vù phi kiếm vặn vẹo một cái giống như con linh xà màu xanh vậy bắn ra đồng thời đột nhiên trở nên lớn hơn hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài chừng trăm trượng trên thân kiếm toát ra kiếm quang màu xanh vô cùng nồng đậm tiếng kiếm rít ù ù vang lên hư không cũng theo đó mà rung động một cổ kiếm ý lạnh lạnh đột nhiên từ cửa kiếm tản ra thiên địa linh khí gần đó rung động, hội tụ về phía cự kiếm màu xanh. Cự kiếm màu xanh tản ra quang mang càng ngày càng sáng, xuyên qua tầng mây giữa không trung, phản phước như một con thanh long khổng lồ hùng dũng lao nhanh đi, phát ra trận trận lông ngâm vang trời. Mây trắng ở giữa không trung cuồn cuộn rung động, tản đi rất nhanh, hiện lên một bầu trời xanh thâm thẳm. Sắc mặt của Hàng Lập lúc này mới buông lỏng, xuyên qua tầng mây quan sát cự kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Kiếm này có uy lực to lớn, vượt xa dữ liệu của hắn. So với 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm lúc đầu khi thi triển cự kiếm thuộc hợp lại cũng không hề kém hơn chút nào. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, hai tay cực nhanh bấm niệm thần chú, điểm ra một cái. Trên cự kiếm màu xanh, đột nhiên hiện ra từng đạo hồ quang màu vàng ống thô to, lớn hơn trước đây gấp mấy lần, hơn nữa còn chói mắt dị thường hồ quang thô tó trên cửa kiếm rít lên cuồng loạn phản phất như cuồng long ác hổ đang lao vụt đi cho người ta cảm thấy một cổ khí tức cuồng bạo hoang dã Cửa kiếm màu xanh trong nháy mắt hóa thành một thanh lôi kiếm màu vàng lan tràn ra một cổ khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa hàng lập thấy cảnh này thì hơi sững sờ ít tà thần lôi trước đây không thể sánh nổi với những kim sắc lôi điện thô to này uy năng của chúng ít nhất cũng lớn hơn gấp mấy lần hơn nữa tạo cho hắn một loại cảm giác không hiểu rõ được mà cũng không diễn tả được hắn quan sát lôi điện cửa kiếm ánh mắt chớp động lập tức bấm tay niệm thần chú điểm một cái Cửa kiếm lôi điện lao vùng vụt giữa không trung chợt dừng lại quang mang tỏa ra đột nhiên lại trở nên rực rỡ Cửa kiếm huy vũ phản phất như bị một cái bàn tay lớn nắm chặt lại chém vào hư không một cái một đạo kiếm khí màu xanh vô cùng to lớn cuồn cuộn tuôn ra rộng chừng vài dặm bề mặt có từng đạo hồ quang màu vàng ống lượn lờ thoạt nhìn hết sức kinh người kiếm khí màu xanh bắn ra chém sâu vào trong hư không phát ra tiếng sắc nhọn xoẹt xoẹt chói tai chỗ kiếm khí đi qua hiện lên một vệt màu đen tựa hồ như một phương thiên địa này cũng bị trảm phá khiến cho hư không kịch liệt trung rẩy vặn vẹo từng vệt khe hở không gian liên tiếp hiện ra rồi biến mất kiếm khí to lớn lóe lên rồi chui vào trong hư không biến mất nhưng thanh âm sắc nhọn vẫn không ngừng truyền đến tựa hồ toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu hơi rung lên nhẹ nhẹ một hồi lâu sau tiếng sắc nhọn cũng lắng xuống bí cảnh một lần nữa mới khôi phục lại như bình thường. Hàng lập lẳng lặng nhìn một màn trước mắt này, thân sắc có chút phức tạp. Một kiếm này chém ra, kim sắc lôi điện trên cự kiếm cũng tiêu tán ra, tựa hồ đã tiêu hao hết lực lượng rồi. Nhưng uy thế một kiếm này cũng ẩn ẩn có thêm vài phần khí tượng huyền thiên trảm linh kiếm trước kia. Một thanh phi kiếm này đã có uy thế như vậy rồi, nếu đồng thời thi triển 72 chui thì uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ nào chứ? Mới nghĩ đến đây thôi, trong lòng của hắn đã kích động một hồi nhưng mà chỉ điều khiển một thanh phi kiếm này á cơ hồ làm cho tiên linh lực và thưởng thức của hắn tiêu hao gần hết rồi chỉ sợ không cách nào thi triển thêm một kiếm khác nữa nghĩ đến đây tâm tình của hàng lập vừa mới nóng lên thôi liền nguội lạnh hơn phân nửa rồi trong đầu của hắn chật lóe hồi tưởng lại mới vừa rồi phi kiếm tự động chui vào trong đan điền của mình đuôi lông mày của hắn không tự chủ được mà nhảy lên hai cái có lẽ à, tình huống này không phải mình như mình nghĩ đâu. đâu tâm niệm của hàng lập vừa động thúc giục 71 thanh phi kiếm ở trong đan điền mặt ngoài những phi kiếm này chớp lên thanh quang nhưng vẫn không nhúc nhích hắn suy nghĩ một chút sau đó điều động tiên linh lực trong đan điền tiếp tục thúc giục kết quả là toàn bộ mặt ngoài phi kiếm vẫn lập lòe thanh quang như trước nhưng giống như một rễ trong đan điền vẫn như trước không nhúc nhích hàng lập thấy cảnh này thở dài thầm nghĩ một tiếng quả nhiên giờ phút này phi kiếm ở trong đan điền trở nên trầm trọng vô cùng dùng tiên linh lực của hắn lúc này phản phất như con kiến chuyển núi căn bản không nhúc nhích được chút xíu nào cũng may là thanh rút phong vương kiếm và tinh thần của hắn vẫn còn liên hệ ngày sau chờ thực lực tăng lên liền có thể thúc giục những phi kiếm này hắn thở dài một hơi không cưỡng cầu đem toàn bộ phi kiếm còn lại tế ra nữa ngược lại tập trung thần niệm lại lần nữa tế ra một thanh phi kiếm khác thanh quan trước người của hắn chớp liên tục mấy cái một chuôi thanh sắc phi kiếm hiển hiện ra hàng lập hít sâu một hơi tiên linh lực ở trong cơ thể và thần thức chi lực trong đầu đều vận lên tay kết kiếm quyết điểm ra mặt ngoài chui thanh trúc phong vương kiếm nổi lên thanh quang sáng người nhảy lên hai cái nhưng thủy chung không cách nào bắn ra được ngược lại chính bản thân của hắn bởi vì vận chuyển tiên linh lực và thần thức chi lực nên đột nhiên trong đầu cảm thấy một hồi mê muội trong lòng của hắn cả kinh vội vàng ngừng lại hàng lập phất tay thu hồi thanh phi kiếm này vào ánh mắt chớp động xem ra với thực lực của hắn bây giờ thi triển một chui thanh trúc phong vân kiếm đã là cực hạn rồi thanh sát cự kiếm ở giữa không trung chuyển động chậm rãi mặc dù mặt ngoài không có kim sắc hộ quan điện cuồng bạo, nhưng vẫn tản mát ra uy áp như núi cao biển lớn. Bất quá tuy chỉ có một thanh thôi, nhưng giờ khắc này uy lực mỗi một chui thanh trúc phong vân kiếm không kém chút nào so với cả bộ phi kiếm trước kia. Hàng lập khẽ vẫy tay, thanh sắc cử kiếm bay vụt xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chui thanh sắc tiểu kiếm bay vào trong tay áo của hắn. Thân hình của hắn nhoáng một cái, bay xuống phía dưới, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở dưới mặt đất nhìn lên, đúng là Lục Vũ Tình. "Chúc mừng hàng đại ca nha, uy năng của phi kiếm đã tăng lên nhiều rồi." Thế hàng lập bay xuống, Lục Vũ Tình chạy ra đón chào, cười rồi nói, <cười> "Điều là cơ duyên xảo hợp thôi. À, ngươi đã đến được nơi này rồi á, vậy là những khôi lỗi lúc trước đều đã được giải quyết rồi hả?" Hàng lập cười nhạt một tiếng hàm hồ hỏi, Lục Vũ Tình không có nhiều lời, chỉ gật đầu nhẹ. Giờ phút này chỗ của dị tượng ở thiên không đều biến mất, toàn bộ bí cảnh trở nên yên tĩnh vô cùng. Mây trắng ở giữa không trung bị thanh trúc phong vân kiếm đánh cho sợ sát, lại từ từ khôi phục nguyên dạng. Xem ra nơi này cũng không có bảo vật gì khác đâu, chúng ta đến đây cũng đã lâu vậy rồi. Tuy cái cửa vào bí cảnh này bí ẩn, nhưng khó bảo toàn cái đám người hước hàng sẽ không truy đến, hay là mau rời khỏi mình hàng cung này thì hơn. Ánh mắt của hàng lập nhìn thoáng qua khắp nơi rồi nói ra. Lục vũ tình nghe như vậy thì nao nao, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Lục cô nương nè, hẳn là còn sự tình gì chưa làm xong hả? Hàng lập thấy thần sắc của lục vũ tình như vậy thì hỏi. Không có, hàng đại ca nói không sai. Chúng ta vẫn là nên nhanh ly khai nơi này thì tốt hơn. Bước quá thỉnh hàng đại ca chờ ta chốc lát nha. Lục vũ tình nói xong, thân hình bay đến cái tòa đạo quan đứng rơi trội hạ xuống trước tổ sư đường. Nàng phất tay phát ra một cổ thanh quan, bao phủ toàn bộ bài vị ở đây thu vào. Làm xong hết thảy, nàng lập tức quay người bay trở về đi thôi cử động của lục vũ tình hàng lập tự nhiên đều nhìn thấy trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc bất quá hắn cũng không có nhiều lời nhàn nhạt nói ra nói xong thân hình của hắn bay ra bay xuống phía dưới núi trên người của lục vũ tình chớp động thanh quang bay theo tế đàn màu trắng ở giữa không trung đã bị hủy hoại cũng có thể là toàn bộ phi kiếm trong kiếm hải đều biến mất vô tận kiếm khí ở giữa không trung cũng theo đó không thấy nữa đã không có vô tận kiếm khí ở không trung nơi này có thể tự do phi hành. Hai người vừa mới bay lên, một tiếng vang thật lớn từ chỗ sâu trong bí cảnh truyền ra, giống như một tiếng sấm rền cực lớn, theo đó mà toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung lên một cái. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, thân hình ngừng lại, nhìn lại cái phía âm thanh nổ mạnh truyền đến. Một cục sáng màu trắng tại chỗ đó hiện hiện ra, bay thẳng lên đến tận trời. Cục sáng màu trắng này vừa thô vừa to vô cùng, tối thiểu cỡ vài chục trượng, phản phước như một cây trụ lớn chống trời. Một cổ chấn động linh lực khổng lồ từ bên trong cột sáng tán phát ra, giờ phút này Hàng Lập cũng thấy có chút kinh hãi. Cái này... Lục Vũ Tình nhìn cột sáng màu trắng kia, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lại một tiếng nổ mạnh như sấm rền từ một phương hướng khác truyền đến, toàn bộ bí cảnh lần nữa đột nhiên chấn động một cục sáng màu trắng vừa thô vừa to khác tại một chỗ khác hiển hiện ra, đồng dạng phóng lên trùng thiên. Hai người hàng lập quay đầu nhìn sang, trên mặt lần nữa cả kinh. Hai cục sáng ẩn ẩn hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh bắt đầu rung động lắc lư, biên độ càng lúc càng lớn. Cả ngọn núi khổng lồ cũng lắc lư theo, theo đó vô số đá vụn từ trên núi lăn xuống, phản phất như mưa đá rơi xuống. Không xong rồi, cái bí cảnh này đang sụp đổ đó, đi mau! Thân sắc của hàng lập biến đổi, bỗng nhiên quát lên, thanh quang ở trên người đại phóng bắn xuống phía dưới núi như điện xạ. Lục Vũ Tình nghe như vậy, khuôn mặt cả biến, vội vàng đuổi theo. Trong khi phi độn, ý niệm trong đầu của hàng lập cuồn cuộn. Sao, sao, có thể như vậy, vậy chứ? Chẳng, chẳng lẽ do tới đàn, đàn màu trắng sụp đổ để, để dẫn phát bí cảnh tan dở? Hay là một kiếm vừa rồi của mình á, chém vào hư không kia phá hủy đầu mối then chốt trọng yếu nào đó ở bí cảnh sao? Vừa nghĩ xong thì hắn lại lắc đầu, lúc này đâu có nhàn rỗi nghĩ đến nguyên nhân gì nữa, vẫn là mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn thanh quan trên người của hàng lập lần nữa đậm đặc tốc độ lập tức nhanh hơn một chút dùng tốc độ của hai người trong nháy mắt đã bay đến dưới ngọn núi đi vào nơi tiến vào bí cảnh lúc trước giờ phút này một phương hướng khác của bí cảnh lại dâng lên cục sáng màu trắng thứ ba toàn bộ không gian lại rung động lắc lư kịch liệt hàng lập thả thần thức quét qua khu vực ở xung quanh sắc mặt có chút trầm xuống không gian nơi này vững chắc vô cùng căn bản không có thông đạo có thể ly khai hoặc là truyền tống pháp trận nào khác cả. Lúc trước hắn vẫn cho nơi đây là cửa ra vào bí cảnh, xem ra là đã đoán sai rồi. Lục Vũ Tình cảm ứng được tình huống nơi này, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lục cô nương nè, ba ngày qua ta nhìn thấy người một mực qua lại khắp nơi trong ngọn núi này, có phát hiện ra cửa vào nào khác không vậy? Hoặc là ở nơi đâu có chút khác thường? Lục Vũ Tình lắc đầu nói ra. Hàng Lập nghe như vậy, quay đầu nhìn về hư không phía trước. Dùng thần thông hiện tại của hắn muốn từ nơi này phá vỡ hư không, mở ra một cái thông đạo không gian khó có khả năng không gian tiên giới ổn định vô cùng, không thể so với loại giao diện hạ giới như linh hoàng giới. Hơn nữa, sau khi phá vỡ không gian tại đây, cũng chưa chắc có thể ra tới bên ngoài, nói không chừng sẽ bị cuốn vào vô tận không gian loạn lưu, chết không có chỗ chung. Vào thời khắc này thì anh một tiếng vang thật lớn, một phương hướng khác của bí cảnh hiện ra cục sáng thứ tư. Bốn cục sáng vừa thô vừa to hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh lắc lư kịch liệt. Thành âm chối tai từ đỉnh đầu truyền đến, hư không bất ngờ hiện ra từng đạo bạch ngân phản phất như là cái vết trạng trên mặt kính vậy nhanh chóng lan tràn ra xung quanh lục vũ tình thấy cái cảnh này thì sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt nếu không gian nơi đây dùng để luyện kiếm cửa vào khẳng định là sẽ có việc này không nên chậm trễ nữa chúng ta chia nhau ra bốn phía tìm kiếm đi hàng lập trầm giọng nói ra lời còn chưa dứt thì thân hình hắn bay về một hướng lục vũ tình gật đầu nhẹ cũng lập tức bay về một hướng khác vừa mới bay ra một khoảng thì nàng chợt ngừng lại trong thần sắc hiện ra một chút nghi hoặc nhìn lại một chỗ ở sườn núi nàng chần chờ một chút thanh quan trên người đại phóng bay đến chỗ đó cùng lúc đó hàng lập bay dọc theo ngọn núi khổng lồ bay về hướng đỉnh núi thần trí của hắn tỏa ra làm mang trong hai mắt đại phóng bắn ra hai đạo chùm sáng màu lam nhìn xuống phía dưới không chỉ như thế trong miệng của hắn lẩm bẩm kim quan trước người lóe lên thì triển ra chân thực chi nhãn do xét hết thảy tình huống ở chung quanh với tốc độ của hắn rất nhanh dò xét hơn phương nửa ngọn núi đột nhiên thân hình ngừng lại một chút tiếp tục đi lên toàn bộ thảo mộc bị trận chiến vừa rồi nhổ tận gốc lộ ra cái vách núi trụi lũi liếc mắt là có thể nhìn thấu cái gì cũng không có cả hàng lập nhìn lên phía trên đỉnh đầu nãy giờ cũng không có cột sáng khác nào xuất hiện nữa nhưng cái vết trạng màu bạc ở trên hư không lan tràn nhanh chóng hơn nữa càng ngày càng to toàn bộ bí cảnh rung động lắc lư thêm kịch liệt các nơi đã bắt đầu nhấc lên từng cổ phong bạo trong nội tâm của hàng lập quấn lên lập tức thay đổi phương hướng do xét chỗ khác của ngọn núi khổng lồ hàng, hàng đại ca nhanh đến, đến chỗ, chỗ của ta vào thời khắc này một thanh âm vang lên trong đầu của hắn đúng là lục vũ tình hàng lập khẽ giật mình quay đầu nhìn lại phía dưới thân hình nhón một cái hóa thành một đạo thanh quang bay vụt xuống lúc này lục vũ tình đang đứng ở một chỗ sườn núi khổng lồ trong mắt lập lòe hắc mang nhìn cái vách núi phía trước Thành quang lóe lên thân ảnh của hàng lập hiển hiện ra lục cô nương phát hiện ra cái gì hả hắn nhìn theo ánh mắt của lục vũ tình làm mang trong mắt chớp động nhưng không phát hiện ra cái gì cả trước người của hắn lóe lên kim quang chân ngôn bảo luân hiển hiện ra ở giữa chân thực chi nhãn lóe ra vô số kim sắc quan điểm nhìn về phía cái vách núi sau một khắc trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng công ngón tay búng ra vèo một tiếng một đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra đánh vào trên cái vách núi đá kia kiếm khí lóe lên tức thì chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa nhưng mặt ngoài vách núi chợt nổi lên một tia bạch quang lập tức lóe lên quỷ dị rồi biến mất không thấy nữa quả nhiên cô cấm chế xem ra linh mục của lục cô nương rất nhạy cảm hàng lập thấy như vậy nhãn tình sáng lên rồi nói đâu có chỉ là trùng hợp phát hiện một chút manh mối mà thôi lại không biết đằng sau cái cấm chế này là cái gì nữa Lục vũ tình khẽ giật mình miễn cưỡng cười cười rồi nói phá dở ra sẽ biết thôi Hàng Lập cũng chú ý tới thần sắc mất tự nhiên của lục vũ tình, nhưng không để ở trong lòng vung tay lên. Một thanh cử kiếm màu xanh hiển hiện ra, tản mát ra kiếm quang màu xanh chói mắt. Bên trên cửa kiếm lóe lên linh quang, hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, trong nháy mắt hóa thành một chui lôi kiếm màu vàng. Tản mát ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, chui lôi kiếm màu vàng mang theo thanh âm phong lôi mãnh liệt, hung hăng chém về phía vách núi cấm chế trên vách núi đá tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm lập tức nổi lên từng mảng lớn bạch quang chói mắt hình thành một cái màn sáng màu trắng dày đặc bên trong có từng đoàn linh quang màu trắng nhảy lên giống như vật còn sống ngăn cản trước cửa kiếm lôi kiếm màu vàng tỏa sáng hào quang hung hăng trảm lên cái màn sáng màu trắng răng rạc một tiếng giòn vang thoạt nhìn thì cấm chế cực kỳ huyền diệu nhưng trước uy năng của lôi kiếm màu vàng lại yếu ớt như tờ giấy đơn giản bị trảm phá thành một tiếng mang sáng màu trắng vỡ vụn ra hóa thành vô số linh quan màu trắng phiêu tán lộ ra một cái sơn cốc nhỏ một tòa đại điện màu xanh khá lớn xuất hiện bên trong sơn cốc trên cửa chính đại điện treo một cái tấm biển trên đó viết ba chữ to phi tiên cát đại môn đại điện khép hờ mơ hồ thấy bạch quang yếu ớt từ bên trong truyền ra trong đó xen lẫn chấn động nhẹ nhẹ không gian chi lực hai người hàng lập cảm nhận được chấn động không gian trong mắt đều vui vẻ, lập tức bay vào sân cốc, xuyên qua cửa điện rơi vào bên trong. Thoạt nhìn bên ngoài tòa đại điện có vẻ khá chật chội, nhưng bên trong rất là trống trải, chỉ có một bệ đá cao ba thước, rộng vài chục trượng. Trên bệ đá là một cái pháp trận màu trắng, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Thân hình của hàng lập chấp động một cái liền xuất hiện ở trên bệ đá. Hắn nhìn pháp trận màu trắng này vài lần, suy nghĩ sau đó gật đầu nhẹ đây đúng là một tòa pháp trận truyền tống là cửa ra vào không gian bí cảnh này. Từng tiết điểm trên pháp trận khảm nạm từ cái miếng tiên nguyên thạch, chừng hơn 200 miếng. Có lẽ là do thời gian quá lâu, ngoại trừ mấy khối tiên nguyên thạch còn lưu lại một ít tiên linh lực ra, những khối khác đã trở nên trong suốt rồi. Vào thời khắc này thì những tiếng nổ mạnh trầm trầm liên tiếp từ đỉnh đầu truyền đến. Giờ phút này thình linh vết rạng đã hiện ra đầy bầu trời. Bốn cái cột sáng vừa thô vừa to chợt lóe lên, tiêu tán ra. Rốt cuộc toàn bộ bí cảnh chính thức bắt đầu bị nghiền nát, một vết nứt không gian lan tràn ra, vừa xe qua đỉnh ngọn núi khổng lồ. Đỉnh núi khổng lồ trực tiếp bạo liệt ra, vô số tảng đá lớn nhau nhau rơi xuống, tiểu sơn cốc cũng bị ảnh hưởng, tương khối cự thạch rơi xuống như mưa. Nhanh! Hàng lập hét lớn một tiếng, một tay phất lên, bảy miếng tinh hoàng bắn ra, nhanh như tia chớp quay tích một vòng, kết nối với nhau hình thành một cái vòng tròn lớn tinh quang chói mắt từ trên thức diệu tinh hoàng tán phát ra hình thành một cái mạng sáng ngôi sao phía trên chớp động vô số đồ án tinh thần che chắn phía trên sơn cốc chặn tất cả đá rơi xuống hàng lập và lục vũ tình lập tức gỡ xuống hết những cái tiên nguyên thạch đã tiêu hao hết lấy ra tiên nguyên thạch mới khảm nạm lên tiên nguyên thạch vừa mới khảm nạm vào lập tức truyền tống pháp trận tản mát ra bạch quan sáng ngời gấp mấy lần tản mát ra từng vòng bạch quan. trong mắt của hàng lập hiện lên sự vui vẻ đang muốn bước vào trong thì lông mày chợt nhíu lại thân hình dừng lại nhìn về phía một góc nhỏ pháp trận giờ phút này tất cả trận văn ở trên truyền tống pháp trận đều tản mát ra bạch quang chói mắt nhưng duy chỉ có cái trận văn nơi đó lại ảm đạm không ít so với mấy chỗ khác từng đạo linh lực chảy qua nơi này tựa hồ có chút trắc trở lục vũ tình cũng chú ý tới tình huống nơi này khuôn mặt biến đổi lo lắng hỏi chẳng lẽ truyền tống pháp trận bị hư tổn sao Hàng Lập không có nói gì, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết chui vào bên trong những trận văn ảm đạm kia. Lập tức trận văn sáng lên một chút, nhưng lại tối trở lại, hơn nữa càng tối hơn lúc trước. Thấy tình hình này, Hàng Lập vội vàng dừng tay lại rồi nói ra. Chắc là do thời gian quá lâu, truyền tống pháp trận này đã sắp mất đi hiệu lực rồi. Vậy thì làm sao bây giờ? Hàng đại ca có biện pháp chữa trị không vậy? Lục Vũ Tình vội vàng hỏi, Giờ phút này toàn bộ bí cảnh tan vỡ cũng càng lúc kịch liệt. Thân ngọn núi khổng lồ cũng hiện ra từng vết rạn cực lớn, nhìn như là sắp sụp đổ. Cái trận này có chút phức tạp đó, ta cũng không có năng lực chữa trị nữa. Hơn nữa coi như có thể chữa trị đi thì thời gian cũng không đủ nữa. Nhưng người cũng không cần lo lắng gì đâu, trường tống pháp trận này miễn cưỡng cũng có thể vận chuyển được. Có lẽ cũng có thể sử dụng một lần đó. Hàng lập trầm ngâm nói, nói xong hắn lập tức bước vào trường tống pháp trận. Thật vậy sao? Vậy là tốt rồi, thân tình của lục vũ tình buông lỏng cũng lập tức bước vào trong đó trong miệng của hàng lập lẩm bẩm phất tay đánh ra một đạo pháp quyết lập tức truyền tống pháp trận tỏa sáng hào quang chiếu rọi cả đại điện thành một mảng rắn sáng nhanh chóng vận chuyển phía trên không đại điện hiện ra hào quang chói mắt bay thẳng đến chân trời bắt mắt vô cùng giờ khắc này ngay cửa vào dưới ngọn núi hư không chấn động một hồi từng bóng người hiện ra đúng là đám người huyết hàng Thật là một đám ngu xuẩn, không có ta ở đây thì không làm được cái trò trống gì hết trơn vậy. Chỉ có một lối vào vậy thôi mà bỏ ra đến ba ngày mới tìm được hả? Khuôn mặt của huyết hàng tức giận, chửi mắng đám người cốt diễm tán nhân. Bớt quá lão chưa nói hết, thì liền thấy bí cảnh trước mắt sụp đổ nên câm miệng lại. Những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ. Nhanh quay lại, không dẫn nơi này sắp sụp đổ rồi. Huyết hàng hét lớn một tiếng, lập tức quay người chạy nhưng chỗ hư không bọn họ tiến vào chấn động đã bình phục giờ phút này chỗ đó là một mảnh không gian ổn định đâu còn đường cũ để quay về nữa sắc mặt của huyết hàng biến đổi trong nháy mắt trên trán hiện ra một đám mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu nành một cái không gian tan vỡ thì lực lượng đáng sợ cỡ nào lão rõ ràng vô cùng hiểu dù là lão cũng khó may mắn thoát khỏi đại nhân à người xem chỗ đó kìa cúc diễm tán nhân chỉ về một nơi giữa sườn núi chỗ đó lóe lên một đoàn bạch quang chói mắt dễ làm cho người khác chú ý vô cùng. Huyết hàng thấy cảnh này thì lập tức thần thức lan ra. Hả? Là bọn hắn? Bọn hắn muốn dùng truyền tống pháp trận liên khai, màu tới đó. Trên mặt của huyết hàng hiện ra một tia vui vẻ, hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, bắn đến phía đại điện. Những người khác lập tức phi độn đuổi theo. Bên trong đại điện, hai tay của hàng lập bấm niệm pháp quyết, thúc giục pháp trận. Pháp trận tản mát ra hào quang càng lúc càng sáng ngời. Bởi vì cái trận văn một gốc pháp trận sắp tan vỡ, hắn không dám thúc giục quá nhanh. Thời gian từ từ trôi qua, theo truyền tống pháp trận vận chuyển kịch liệt, chỗ trận văn ảm đạm ở trên pháp trận càng nhanh chóng ảm đạm thêm. Khóe mắt của hàng lập trung trung, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh. Ánh mắt của lục vũ tình cũng nhìn về phía chỗ trận văn đó, khuôn mặt cũng căng thẳng theo. Trong lúc đó, thân thể mềm mại của nàng chấn động, quay đầu nhìn xuống dưới núi. Chỗ đó có một đạo hắc quan cầm đầu, còn có mấy đạo độn quan khác nhanh chóng vô cùng bay vụt đến. Không tốt, là đám người của huyết hàng đã đuổi tới rồi. Thần tình của lục vũ tình đột nhiên biến đổi, thấp giọng hô. Hàng lập hết sức chăm chú, thúc giục pháp trận, không có chú ý tình huống ở chung quanh, nghe vậy thì mãnh liệt ngẩng đầu lên. Lúc này huyết hàng biến thành hát quan đã bay đến bên ngoài đại điện, bay nhào như điện đến hướng pháp trận. Đồng tử của hàng lập coi rụt lại, một tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp. mang sáng ngôi sáo trên sơn cốc đột nhiên biến mất, bảy miếng tinh hoàng hiển hiện ra, nở rộ ra tinh quang chói mắt, sau đó điệu tiêu thất vào hư không. Sau một khắc, bảy miếng tinh hoàng từ hư không xuất hiện trước đại điện, mơ hồ một cái chui vào trong hắc quang do huyết hạng biến thành. Một tiếng trống to phẫn nộ, thân hình huyết hàng hiện ra ở cửa đại điện. Tứ chi của lão, ngực, bụng và trên cổ đều bị khảm chụp vào một cái tinh hoàng, cắn thật sâu vào trong da thịt. Hả? Cái đồ vật quỷ quá gì vậy? Huyết hàng gào thét, hát quan bên ngoài thân cuồn cuộn ra sức dễ dụa. Hát quan giống như là mực nhanh chóng xâm nhiễm lên bảy miếng tinh hoàng. Tinh quang tản mát ra nhanh chóng trở nên ảm đạm nhưng vẫn gắt gao giam cầm thân thể của huyết hằng. Hằng lập há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh chui vào trong pháp trận. Trong tay thúc dục pháp quyết mãnh liệt. Truyền tống pháp trận tản mát ra bạch quang sáng người mãnh liệt, rốt cuộc đạt tới điểm cực hạn, từng cổ không gian chi lực từ bên trong pháp trận tuôn ra bọc lấy hai người thân ảnh của hàng lập và lục phủ tình nhoáng một cái từ trong pháp trận biến mất vô tung hầu như đồng thời trận văn nơi hẻo lánh của truyền tống trận cũng đạt tới cực hạn đùng một tiếng vang nhỏ nơi hẻo lánh của truyền tống trận hiện ra vài vết trạng trận văn chỗ đó triệt để trở nên u ám sau đó toàn bộ truyền tống pháp trận tỏa ra bạch quan mãnh liệt lóe lên sau đó cũng biến mất bên ngoài đại điện giờ phút này hắc quang trên thân huyết hàng đại phóng trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm thân thể bành trướng lên một vòng thành một tiếng bảy miếng tinh hoàng dâm cầm người lão bạo liệt ra hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra chung quanh Hát quang lóe lên thân ảnh của huyết hàng xuất hiện bên trong đại điện nhìn hào quang tiêu tán toàn bộ một gốc truyền tống pháp trận vỡ vụn trong nháy mắt sắc mặt của lão trở nên xanh mét khó coi vô cùng lúc này đám người cốt diễm tán nhân cũng bay vụt tới chứng kiến tình huống truyền thống pháp trận thì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Vào lúc này, rốt cuộc bí cảnh triệt để tan vỡ, phiến hư không loạn lưu từ trong khe hở không gian phun ra. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ sụp đổ âm âm vô số đá tảng đá vụn lăn rơi xuống bao phủ tiểu sơn cốc vào. Trong một không gian lờ mờ, phía dưới là một sa mạc màu đen rộng mênh mông bát ngát, Khắp nơi trên mặt đất đều là các hòn đá màu đen lớn nhỏ, ngẫu nhiên mới có một hai gốc cỏ hoang sinh trưởng trong khe nham thạch, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu. Bầu trời có màu ố vàng làm cho người ta có cái loại cảm giác u ám trầm trọng. Giữa không trung tối tăm mờ mịt, chợt vang lên một hồi tiếng sấm trầm thấp. Tiếp theo từng đạo hào quang đen thui hiện hiện ra, hình thành một quang cầu màu đen to vài trượng, từng tia chớp màu đen trên quang cầu tán loạn ra, phát ra thanh âm xì xì quái dị quang cầu màu đen vặn vẹo biến hóa, chợt hóa thành một vết nứt không gian to mấy trượng. Sau đó hai đạo quang mang từ bên trong bắn ra, lập tức hiện ra thân ảnh một đôi nam nữ. Thân hình hai người bất ổn, lão đảo một cái mới đứng vững được. Nam tử là một trung niên đại hán, khuôn mặt ngâm đen bình thường, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời có thần. Nữ tử thì rắn tinh, dùng mạo tú lệ, là một tiểu mỹ nhân hiếm thấy. Sắc mặt của hai người đều rất khó coi, nhất là nàng kia trắng bệch như tờ giấy khóe miệng ẩn ẩn vết máu hai người này đúng là lục vũ tình và hàng lập đã thay đổi dung mạo dùng truyền tống trận ly khai cái chỗ không gian kia hết tập một trăm cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lách radio